Bang yay! Thank you.
video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Mình nói các bạn thấy video của mình hay, hãy giúp mình làm một số việc nhỏ nhỏ nhé. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh, sau đó ấn cái nút hình chuông nho nhỏ bên cạnh để có thể nhận được các thông báo từ YouTube mỗi khi mình upload video lên. Ấn like cũng như chia sẻ trên các mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Và nếu các bạn có lòng hảo tâm, các bạn có thể ủng hộ hoặc quyên góp tiền cho mình thông qua một trang web để có thể giúp mình làm tiếp tốt hơn. Bạn có thể lên trang web ủnghotôi.com/xuansiêuxe ủng hộ cho mình một khoản tiền nhỏ nhỏ thông qua chuyển khoản hoặc thẻ cào. Các bạn ủng hộ bao nhiêu cũng được, thậm chí 5.000 đồng cũng được, bởi vì đối với mình, một số tiền nhỏ cũng mang lại ý nghĩa rất là lớn. Và mình sẽ rất cảm kích vì các bạn đã giúp mình có động lực cũng như tài chính để mua thiết bị về làm tiếp tốt hơn. Hoặc nếu các bạn không có điều kiện để ủng hộ mình cũng không sao cả, mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video cho các bạn xem. Nếu các bạn cần có gì góp ý với các video của mình hoặc là có những câu hỏi còn thắc mắc, hãy comment, mình sẽ đọc và trả lời tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn các bạn lớp tiếp tới. Bye bye. Đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy. Nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai. Players, OG, monitor like Kobe. Dép lao là của Gucci, gói nằm là Versace. Bên ngoài là quần tennis, nhưng quần lót bên trong là của LV. Cường đô là Tyler Ngô, bầu đức or you need some more. Fast car, bad chicks, we live like movie fuck Netflix. Đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy. Nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai. Players, OG, monitor like Kobe. Dép lao là của Gucci, gói nằm là Versace. Bên ngoài là quần tennis, nhưng quần lót bên trong là của LV. Cường đô là Tyler Ngô, bầu đức or you need some more. Fast car, bad chicks, we live like movie fuck Netflix.